Quả báo hồi nãy ông kể. Quả đã xanh được chai rồi bỏ bỏ. Thằng lại kìa, Út kêu kìa. Quả Út kêu kìa. Quả báo xanh được chai bỏ. Kêu gỡ ra đem vô trong cái cửa bò tránh tránh thả bò ra. Cái bò đạp. Mà lại con bò đầu đàn nó đứng án ra đó. Là đứng chờ giữ đứa bé. Còn một tớp đi vòng mới đi bọt bò đi ngang không. Hết biết mạng người lớn không. Còn nhiều cái cái đó. Mà gốc của con không chắc. Để bắt xe bò cho bò đi trái cắn rồi bò không đi. Bò lộn này lộn ách.